Minh Huy xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi phóng sự cộng đồng trên đài truyền hình Tuổi Trẻ Hải Ngoại BWN TV 57.3. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày Chủ nhật 28 tháng 2 năm 2016. Minh Huy cùng với BWN TV 57.3 đang có mặt tại nhà hàng Kim Sơn. Như quý vị thấy là không khí ở sau lưng Minh Huy thì rất là rộn rã, cũng như là nhiều niềm vui và nhiều tiếng cười, bởi vì đây là ngày họp mặt đầu năm của Hội Đồng Hương Bình Thuận. Đầu tiên thì Minh Huy cùng BWN TV 57.3 xin kính chúc tất cả quý đồng hương của quê hương Bình Thuận sẽ có được một năm mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý, cũng như tiếp tục gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả quý vị khán giả của BWN TV 57.3. Kính thưa quý vị, có thể nói quê hương Bình Thuận là một trong những mảnh đất mà thiên nhiên đã ban tặng cho quê hương Bình Thuận được một cái phong cảnh thiên nhiên rất là đẹp. Chính vì vậy mà những người con của miền biển này thì cũng mang trong mình một nét phóng khoáng cũng như là một cái nét đẹp trong tâm hồn. Bên cạnh đó thì tình yêu dành cho quê hương đất nước với mỗi người con xa xứ thì luôn luôn hiện hữu, và đặc biệt hơn là trong mỗi dịp xuân về Tết đến. Chính vì vậy mà ngày hôm nay thì tất cả đại gia đình của Hội Đồng Hương Bình Thuận đã cùng họp mặt cùng với sự hiện diện của quý vị đại diện dân cử, đại diện cho cộng đồng cũng như là đại diện cho các hội đồng hương, hội ái hữu của khắp nơi đang về đây để cùng chia sẻ niềm vui này với Hội Đồng Hương Bình Thuận. Và giờ đây Minh Huy cùng đài BWN TV 57.3 kính mời tất cả quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi những hình ảnh vui vẻ nhộn nhịp trong ngày họp mặt đầu năm của Hội Đồng Hương Bình Thuận. Tôi tên là Nguyễn Cường, hội phó ngoại vụ của Hội Đồng Hương Bình Thuận. Chương trình chúng tôi hôm nay thì gồm 11 giờ cho đến 11 giờ 45 chúng tôi có cái chương trình tiếp tân và hàn huyên với đồng hương và thân hữu. Tiếp theo sau đó là chúng tôi sẽ có phần khai mạc và đặc biệt là một chương trình văn nghệ nói lại những cái sinh hoạt thường ngày của người dân Phan Thiết Bình Thuận. Ngoài ra chúng tôi cũng còn có sự đóng góp của ban văn nghệ Anh Thư Thiện Nguyện của Houston. Đó là một cái mang một cái màu sắc mới cho Hội Bình Thuận chúng tôi ngày hôm nay. Sống tha hương nơi xứ người được an lành và hạnh phúc. Thành kính dân hương. Kính thưa quý vị, chúng tôi được thay mặt anh em trong ban chấp hành Hội Đồng Hương Bình Thuận chân thành cảm ơn quý vị đã đến chung vui với hội ngày hôm nay, và trước thềm năm mới chúng tôi kính chúc toàn thể quý vị và gia đình một năm an khang thịnh vượng và hạnh phúc. Xin chị Khuê cho biết cái cảm nghĩ của chị và tại sao chị tới tham dự cái buổi tiệc ngày hôm nay. Dạ, mục đích đến hôm nay là để gặp lại đồng hương của Hội Bình Thuận hàng năm, và cũng là dẫn con đi để mà gặp lại những người của Hội Bình Thuận luôn. Khi mà nói tới Tết thì con nhớ gì nhiều nhất? Dạ, con nhớ được lì xì. Và con cũng nhớ để mà cúng ông bà. Người ta cần múa lân tại vì để mà cho nó vui nhộn. Hội Bình Thuận lúc nào cũng yêu mến Hiêu Bộc Võ và cho Hiêu Bộc Võ những cái cơ hội tới tham dự những cái ngày vui trong đầu năm. Đây là một cái dịp rất là vinh dự cho Hiêu Bộc Võ cũng như là cho tất cả quý đồng hương để mà sum họp lại trong những ngày đầu năm để chia vui với nhau, ôn lại những cái quá khứ, những cái thành công và những cái kết quả của tập thể người Việt của chúng ta tại thành phố Houston. Và thưa quý đồng hương, tất cả quý đồng hương một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, đầy thân thiến, may mắn trong năm mới. Hồng Yến xin đại diện hội đồng đại diện cộng đồng xin cầu chúc quý vị đồng hương Bình Thuận thân thương quý mến được một năm bính thân được sức khỏe dồi dào, hạnh phúc trong gia đình và đạt được nhiều thắng lợi ngoài trường đời. Đối với non sông đất nước Việt Nam, chúng ta hãy cùng nhau ước vọng sự đổi thay về sẽ sớm trở về quê hương để sao cho xã hội được cởi trói và người dân được tôn trọng về nhân quyền, nhân phẩm, quê hương được mãi mãi
độc lập và tự do. Đứng bên cạnh Minh Huy lúc này là ca sĩ Vũ Nhật Khải, một gương mặt rất là quen thuộc trên làn sóng BWN TV 57.3 trong những chương trình văn nghệ. Và được biết là Khải cũng là một người con của quê hương Bình Thuận, đúng không? À, đúng rồi, dân Phan Thiết. Cũng nhân dịp năm mới thì Khải xin kính chúc tất cả mọi người ở nhà một năm mới tràn đầy hạnh phúc, và đặc biệt là người Bình Thuận mình. Và cũng nên quý vị nên nhớ là cái sức khỏe ở Mỹ rất là quan trọng, nên xin quý vị giữ gìn sức khỏe. Bây giờ nếu như mà để giới thiệu một chút về quê hương của mình đó, thì Khải sẽ nói điều gì về Phan Thiết Bình Thuận? Nước mắm nè, nước mắm nhĩ nè, nước mắm ngon nè, mắm nêm nè, bánh canh nè, mì Quảng, nhiều lắm, nhiều, nói chung thì nói chui thôi, chứ người Bình Thuận thì mình được cái nổi tiếng là mình rất là mặn mà, rất là nồng hậu. Nhưng mà nghe giới thiệu, thưa quý vị, là Bình Thuận thì rất là đẹp rồi. Nếu quý vị có theo dõi chương trình Tết mà Minh Huy thực hiện tại Phan Thiết, Mũi Né, Bình Thuận, thì quý vị cũng thấy là Bình Thuận đẹp như thế nào. Nhưng mà qua lời giới thiệu của Khải thì nghe toàn là mùi mắm không à. Nhưng mà không sao, đó là hương vị đặc trưng của quê hương mình, đúng không? Cảm ơn Nhật Khải rất là nhiều, và hy vọng rằng Minh Huy sẽ có một cái cơ hội thực hiện chương trình Những Nẻo Đường Việt Nam để giới thiệu về Phan Thiết, Bình Thuận đến tất cả quý vị khán giả. Và chúng ta cùng tiếp tục theo dõi chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Những bao giờ xưa còn vương mình trên lá, những bao nụ hoa ngát xinh môi em cười, những xuân chờ đông tình ta còn xa quá, nên anh chờ em chẳng biết đến bao giờ. Đêm nay những đàn chim trắng về xa em, biết ngày xuân nắng có còn vương trên môi em. Xin giới thiệu đến quý vị ngày hôm nay là cô Cao Thái. Cô thay đồ là Minh Huy nhận không ra cô luôn. Cô chuẩn bị cho tiết mục gì biểu diễn về cô? Bao nhiêu người biểu diễn về cái phần văn nghệ hay là cái tiếng nhân tài con? Bình Thuận, Phan Thiết là một cái nơi mà người dân họ sống về cái nghề đánh cá, đánh bắt cá. Trong ban văn nghệ của chúng tôi còn là những người trong ban chấp hành để lo về vấn đề này, thì cũng tập dượt rồi cũng làm những cái gì mà có thể là làm cho quý khán giả được vui, được thích, để đó chúc nhớ về quê hương trong những ngày đầu năm. Ban hợp ca anh Thư Thiện Nguyện, giờ đây thì xin mời ban hợp ca anh Thư Thiện Nguyện gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay ạ. Kính thưa tất cả quý vị, là trong suốt thời gian vừa qua thì quý vị thấy là những cái sinh hoạt cộng đồng thì ban hợp ca anh Thư Thiện Nguyện cũng đã có những cái đóng góp về mảng văn nghệ, đặc biệt là những bài hợp ca, và đặc biệt hơn nữa đó chính là những bài hợp ca đấu tranh. Nhưng mà trong mùa xuân năm nay thì Minh Huy thấy là có rất là nhiều bài hát xuân đã gửi đến quý đồng hương, thì Minh Huy hỏi chị Giang Tỷ trước nha. Cảm tưởng chị như thế nào khi mà mỗi lần chị tham gia hát cho các cái sinh hoạt cộng đồng cùng với ban hợp ca anh Thư Thiện Nguyện? Cảm ơn Minh Huy, Giang Tỷ rất là vui nha. Thật là vui, và cảm ơn những hội đoàn đã cho ban hợp ca anh Thư được cơ hội để mà phục vụ cho cộng đồng. Chị là Lý Phạm, chị cũng thay diện ban hợp ca gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả đồng hương của Bình Thuận và đài
BWN. Dạ vâng, kính thưa tất cả quý vị khán giả, như chúng ta thấy là trong những chiếc áo dài thật là xinh xắn, cũng như là những bài hát để gửi đến chương trình ngày hôm nay, và đặc biệt là tâm tình của người Bình Thuận, thì chúng ta có thể cảm nhận được phần nào đó về tình cảm của đồng hương chúng ta trong dịp đầu năm mới. Và Minh Huy cũng xin chúc một lần nữa tất cả quý vị đồng hương của Bình Thuận nói riêng, và tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên BWN TV 57.3, những khán giả thân thương đã luôn ủng hộ sát cánh cùng BWN, sẽ có một năm mới thật nhiều niềm vui, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và hẹn gặp lại quý vị trong những sinh hoạt cộng đồng tiếp theo.